Ayo, what's up và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV đấy các bạn ơi. Và hôm nay chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với vlog Chủ nhật cùng Phong Cận. Ngày hôm nay các bạn đang thấy là trời đang khá là trong lành và đẹp đúng không các bạn? Nhưng mà cũng sắp mưa rồi các bạn ơi. Nhìn trời sáng vậy thôi nhưng mà sắp mưa rồi. Thì đến với vlog ngày Chủ nhật ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm cái gì đây nhỉ? Kế hoạch của mình ngày hôm nay đầu tiên á là mình sẽ trang trí lại phòng khách của mình nè. Các bạn nhớ cái phòng khách của mình ngày xưa á, nhìn rất là xấu luôn. Thứ hai nữa là mình sẽ đưa bé Đậu đi tỉa lông, tỉa cái mông hình trái tim á các bạn cho dễ thương. Và thứ ba nữa chắc là mình sẽ nấu cho Sammy một bữa ăn thật là ngon. Dạo gần đây mình thấy các bạn khá là thích coi những cái video mà mình nấu ăn á, nên là sắp tới mình sẽ làm thêm một vlog gọi là chỗ tài nấu ăn, solo nấu ăn cùng với Kyron nha. Ok, còn bây giờ thì công việc đầu tiên của chúng ta mỗi buổi sáng thức dậy đó chính là đi tập gym trước cái đã. Dạo gần đây béo quá bạn ơi, cái nọng bự lắm luôn rồi nè. Mấy bạn xem video bạn cứ kêu là sao dạo này thấy anh Phong béo quá, nên là thôi đi tập gym trước đã nha. Let's go. Wow, phòng tập gym hôm nay vắng tanh không có ai hết cho nên là mình thoải mái quay luôn. Ok các bạn, mình mới vừa tập xong. Bây giờ mình sẽ lên mình tắm một cái, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn nha các bạn nha. Let's go. Yeah 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 yeah. Ok anh em, tôi mới vừa tắm xong rồi đây. Mới vừa thay cái áo mới luôn à, áo Sammy mua cho tôi á, đẹp quá các bạn. Ok, thì sau khi đi tập gym xong á thì mình sẽ thường hay ăn sáng. Nói chung là cái bữa sáng của mình có bữa rất là quan trọng luôn. Thì hôm nay mình sẽ ăn món ức gà nha các bạn nha. Mình sẽ đem cái ức gà này đi, mình luộc lên, sau đó là mình sẽ ăn. Nói chung là mình đang giảm cân, không ăn đồ nhiều gia vị mà mình sẽ chỉ ăn ức gà luộc thôi. Hơi ngán xíu nhưng mà kệ, giảm cân là được nha. Bây giờ thì mình sẽ rửa thịt trước, sau đó là một tí nữa mình sẽ đem đi luộc lên. Ăn mấy cục được nha? Mình nghĩ là ăn tầm 2 cục như thế này thôi là no rồi. Cục này sẽ dành cho Đậu, bởi vì ngày hôm nay Đậu đi tỉa lông về á là Đậu sẽ rất là mệt luôn. Cho nên là bây giờ mình sẽ chừa cục này lại cho Đậu để nấu cơm cho Đậu ăn. Hôm nay là Đậu sướng nha, Đậu được ăn nguyên cục to đùng luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ cắt ra cho nó có mấy cái khứa như thế này nè bạn, để cho nó luộc nó dễ chín hơn. Đó, chỉ cần cắt đơn giản như thế này thôi là được rồi nè. Miếng thứ hai. Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ thịt vào trong đây để luộc. Cho thêm một tí muối vào nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ để ức gà ở đây để cho nó luộc cho chín nha các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chế biến đến món tiếp theo, sẽ là món ăn mà tôi dành tặng cho Sammy ngày hôm nay. Và đó sẽ là món đùi gà chiên giòn, bảo đảm Sammy sẽ thích luôn. Hồi sáng này tôi có mua bột chiên rồi, bây giờ tôi sẽ chiên giòn, chấm tương ớt, trời. Nghĩ thôi thấy nó thèm. Bắt đầu nha. Ok 500 anh em, thì ở đây mình đã nấu xong cái món của mình rồi đây. Mình thì mình sẽ ăn bông cải xanh nè, chung với lại là thịt ức gà, tí nữa mình sẽ ăn. Ok, còn cái này sẽ là phần của Sam. Sam thì Sam thích ăn gà chiên, mà mấy bạn cũng muốn coi mình làm vlog nấu ăn nữa, cho nên là mình hôm nay mình làm một cái nấu ăn như thế này cho các bạn coi đã. Ở đây thì mình sẽ có đùi gà nè, và có thêm cả cái bột này là bột chiên giòn á các bạn. Đáng lẽ là mình phải sử dụng bột chiên xù cơ, nhưng mà tại vì là mình... Ây da, trời. Nhưng mà bởi vì là mình tìm không ra cho nên là mình chỉ có thể mua được bột chiên xù thôi, dùng tạm vậy. Còn đây là trứng gà. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm gà thôi. Bởi vì là mình không có găng tay cho nên là mình sẽ dùng đồ kẹp cho nó dễ. Hình như là dầu đã sôi rồi cho nên bây giờ là mình sẽ bỏ gà vào nha. Mình á thì tính của mình khá là hậu đậu cho nên á là mình sẽ chiên, là mình chiên hai cái trước, sau đó là mình sẽ chiên hai cái tiếp theo. Chứ mình mà chiên cùng một lúc là thế nào cũng bị khét cho mà coi. Rồi ok bạn, cuối cùng mình cũng đã nấu xong rồi đây. Món đầu tiên sẽ là món của mình, gồm có thịt ức gà chung với lại là súp lơ xanh.
Và tiếp theo là món của Sam, đó chính là món đùi gà chiên. Cái này là chấm chung với tương ớt là hơi bị ngon luôn á các bạn. Thì hôm nay là có thêm em trai của Sam tới chơi nữa, cho nên là mình làm 4 cái luôn để có gì cho em trai của Sam ăn chung. Và không thể thiếu cho bé đậu thúi đó chính là một dĩa cơm gồm thịt ức gà nè, rau nè, với lại cơm nó rất là đầy đủ luôn các bạn. Đầy đủ cho đậu luôn nha. Gà chiên của mẹ Sam đây. Quá đã luôn. Nhiều quá vậy? Nhiều quá hả? Đây là cánh gà chiên, nhưng mà tại vì là không có bột chiên xù giống như KFC, cho nên là Phong phải sử dụng bằng bột chiên giòn á, thì nó cũng nó cũng gọi là không được ngon như ở ngoài tiệm đâu nha. Nhưng mà không sao, Phong làm là ngon rồi, đi ăn thử. Ngon nha. Ngon không? Ừ, hay quá vậy. Sao Sam thấy là gà của Phong nấu nó có gọi là ngon như là gà ở ngoài tiệm ngon, không? Ngon, mềm, giòn. Trời ơi, y chang tiệm mày đó. Trời ơi, xứng đáng làm chồng tôi. Xứng đáng làm chồng tôi hả? Rồi, này 4 cái lần chắc ăn không nổi đâu. Ăn cái, 2 cái là no rồi ha. Đúng không? Rồi, cho đậu mà. Đậu có rồi, đậu có rồi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ đi ăn đồ ăn của tôi. À, đói bụng quá. Ok các bạn, thì hiện tại bây giờ bọn mình đang đưa bé đậu thúi đi tỉa lông mọi người. Idol đậu thúi đó. Hôm nay thì idol đậu thúi đã được đưa ra ngoài đi dạo. Đó, đi tỉa lông sẵn đi dạo luôn. Idol đậu thúi là phải xích lại bằng cái dây như thế này nè các bạn. Tại vì là idol đậu thúi gặp ai thì cũng chạy đến mừng hết trơn á. Người ta tưởng chạy đến cắn người ta. Đó, đó, trời ơi, nó kéo Sam kìa. Nó mập mà nó kéo Sam kìa. Chạy dễ sợ không? Bạn coi cái tướng ông đậu ông chạy kìa. Trời ơi. Cả nhà tập thể dục cùng nhau nào. Let's go. Chạy đủ 10 cây số giờ nha. Idol đậu thúi chạy mà cái đít lắc 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 lắc. Chỗ này xe nhiều quá cho nên tôi phải bới đậu. Trời ơi, như bế heo vậy trời. Đây. Tiệm thú cưng. Rồi có leo rồi. Đó. Rồi lâu tiên người lạ bé đó. Đó. Sợ chưa? Sợ liền, sợ liền, rung liền. Và đây chính là hình ảnh idol đậu thúi đang chuẩn bị được tỉa lông mấy bạn ạ. Mà mấy bạn thấy không? Nó rung dễ sợ không? Nó rung 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 rung. Trời ơi, vô đây người ta tỉa lông chứ có phải là làm thịt nó đâu mà nó sợ dữ vậy trời. Ok bạn, bé đậu đang ở bên kia. Bây giờ thì mình với Sam sẽ đi về để coi bé đậu phản ứng ở đây như thế nào. À, đi về. Đậu ơi. Đậu. Đậu. Rồi coi, lo chơi với bạn rồi, thôi giờ mình đi về nha. Bye nha. Bye đậu nha. Ok mấy bạn, hiện tại thì bé đậu thúi đã được để lại một mình ở trong shop thú cưng. Để coi coi tối nay đậu thúi về, đậu thúi sẽ đẹp trai như thế nào nha. Nhưng mà tôi đang hơi lo bạn ạ, tại vì là đậu thúi khá là nhát gan. Đậu thúi mà bị người ta cầm cái kéo gọi là dơ lên thôi, đậu thúi dễ đành đạch rồi. Nên là không biết là đậu thúi có thể nào tỉa lông thành công được không đây. Vâng các bạn ạ, và hiện tại bây giờ đang là 6 giờ tối rồi. Đã hơn 4 tiếng trôi qua nhưng mà đậu vẫn chưa cạo lông xong mấy bạn. Bởi vì là con đậu nó quậy quá, nó quậy mấy bạn nhân viên. Nó dậy đành đạch nè, nó không có cho mấy bạn ấy cạo lông. Hey, may mà có mình với Sam ra kịp lúc. Nên là bây giờ bọn mình đang giữ con đậu lại cho mấy bạn ấy cắt nè. Thì bạn đang thấy là hiện tại là bạn ấy đang cắt cho đậu một cái mông hình trái tim. Nhìn rất là dễ thương luôn đúng không? Còn cái thân của đậu á thì để tránh cái việc mà đậu bị hôi, bởi vì đậu là chó cookie lông dài các bạn, cho nên là lông của đậu rất là dài luôn và đậu sẽ rất là hôi, nên là bọn mình quyết định là sẽ cắt ngắn cho đậu và tỉa cái mông hình trái tim như thế này nè các bạn. À, rất là bắn tim nha. Bắn tim, bắn tim, bắn. Rồi, bây giờ thì đón idol đậu mập về nhà và tiếp tục làm tiếp vlog cho các bạn xem nào. Đây cơm của đậu đây. Quá ngon luôn. Đậu mập sau khi đi tỉa lông về là đậu bị trầm cảm luôn các bạn. Tại vì lông của đậu bị cạo hết trơn rồi. Cho nên là đậu bị trầm cảm luôn các bạn ơi. Không sao, ăn hộp cơm là hết trầm cảm đậu ha. Wow. Ok 500 anh em, hiện tại bây giờ đang là khoảng mấy giờ sao? 8 giờ tối rồi các bạn ơi. 8 giờ nha. 8 giờ tối rồi. Thì mấy bạn có nhớ là lần trước á mình có đăng một cái video, hình như là video mới gần đây thôi, là video mà mình solo game với lại Sammy. Thì mình có nói rằng là nếu như Sammy thắng mình trong trận game đó thì mình sẽ tặng cho Sammy gọi là Labubu đó. Lần trước là Sam thắng được bao nhiêu con ta? Tôi không nhớ, như là 40.
40 hả? Ừ, 40. Sammy đã thắng được 40 và gọi là con Labubu nha các bạn. Túi mù Labubu đây thì xin giới thiệu các bạn. Cái này chính là túi mù Labubu nè đó. Đang hot trend TikTok, nói chung là một cái túi nó không thấy bên trong và nó bên trong có Labubu nên gọi là túi mù Labubu. Đúng rồi. Thì ngày hôm nay là vlog chủ nhật cùng Phong Cận cho nên là mình nghĩ giống đầu là hay là bây giờ mình cũng lấy ra để mình trả kèo cho các bạn luôn đi đúng không? Chứ bây giờ mình không trả kèo các bạn lại bảo là trời anh Phong làm video xạo xạo, anh Phong kêu tặng mà cuối cùng Phong tặng nó. Cho nên là mình thấy có clip chủ nhật thì mình sẽ làm luôn nha. Ok. Bé Đậu cũng mới đi cắt lông về nè các bạn. Đẹp không? Đúng rồi, là anh bóc Labubu đúng không? Rồi Đậu ngồi đây chung với ba với mẹ luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau unbox để xem coi chúng ta sẽ có những con Labubu màu như thế nào và nhìn như thế nào nha. Rồi Sammy mở đi. Đây 40 con Labubu nha các bạn. Rồi con đầu tiên để coi nè. Con đầu tiên là gì đây? Rồi thích quá Labubu màu xanh. Wow. Đây để gần cho các bạn coi nè. Ui đẹp bốn bạn. Trời ơi nhìn con này ngầu dễ sợ. Cái con này là hợp với sim nha. Đúng rồi hợp với sim luôn. Hợp với sim rồi, rồi. Đến con tiếp theo tôi sẽ mở dùm cho sao nha các bạn. Tôi sẽ chọn túi này đi. Hỏi túi này túi khác đi. Giống nhau hết luôn không biết gì khác. Tôi sợ nó sẽ giống nhau các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để gần xíu cho các bạn coi nha. Xui xui thì giống nhau thôi. Không biết con này sẽ là màu gì đây ta. Ồ, màu trắng mấy bạn ơi. Wow, con này đẹp nha. Con này tôi lấy, con này tôi sẽ lấy. Màu trắng có gì đâu trời ơi. Màu trắng đẹp mà. Trắng rồi. Con tiếp theo. Màu gì? Ồ, màu trắng nha. Lại màu trắng nữa. Màu trắng. Ai trùng rồi một con. Rồi bây giờ Phong với Sam chơi cái này đi Sam. Bây giờ Phong với Sam sẽ cùng nhau đoán. Nếu mà mở ra mà đúng màu của ai thì người đó sẽ lấy luôn đó. Ok, đoán đi. Bây giờ là màu nóng với màu lạnh đi ha. Được. Màu nóng hay màu lạnh? Đúng rồi, ví dụ như là màu xanh hay màu trắng là màu lạnh nữa bạn. Còn màu đỏ thì sẽ là màu nóng. Đỏ, cam, đó. Đúng rồi, đó. Rồi, gói này nha. Màu lạnh hay màu nóng? Màu nóng. Màu nóng đúng không? Màu nóng là màu hồng nè, màu đỏ nè, màu cam nè. Vậy thì Phong sẽ là màu lạnh. Con này sẽ là thuộc về ai đây? Màu đỏ, màu đỏ. Ủa sao con này đẹp nha. Ê con này cái đôi thích nè. Con này ngầu thật sự các bạn ơi. Đây là con Labubu gọi là màu đục nữa bạn. Đó là trời ơi con này đặc biệt nha, con này màu đỏ đẹp nè. Rồi tiếp theo rồi, rồi. Phong Cận tiếp nè. Để tôi bắt là để sao hả? Rồi nắng hay lạnh? Màu lạnh. Tôi nghĩ là màu lạnh. Tôi nghĩ màu nắng. Rồi sợ là màu nắng thôi. Rồi màu xanh của tôi. Màu lạnh. Màu này là màu xanh của tôi nè các bạn. Wow. Rồi ok. Đẹp. Đây nào. Rồi bây giờ cứ màu nóng rồi của Sam, màu lạnh rồi của Phong. Ok, okay không? Rồi Phong sẽ là màu lạnh nha các bạn nha. Sam sẽ là màu nóng. Màu gì? Màu hồng. Màu hồng của tôi. Trời ơi màu hồng dễ thương nè. Trời nó màu hồng gì nó đẹp bốn bạn. Trời ơi nó đẹp. Rồi để nào. Cái này thích chứ mà thì xé đó Phong đó. Màu xanh lá cây. Màu lạnh của tôi. Ui okay, cái này hợp với cá mui nè các bạn. Đó. Cái này hợp với cá mui đúng không các bạn. Đó con này màu xanh lá cây nè. Chắc là mình sẽ tặng cho cá mui con này nha. Rồi màu gì đây. Ui màu tím gì? Là màu gì? Tím màu tím hả? Tím là lạnh ha, màu khác luôn á. Tím. Tím đục nha. Wow, màu tím cũng đẹp lắm nha các bạn nha, nhìn nè. Rồi mở tiếp nha. Phong nãy giờ được 6 con hay sao mới được 2 con nè. Rồi xé cùng lúc không? Màu này là màu lạnh, màu xanh dương. Trời ơi, nóng nè, nóng ngát luôn. Màu đỏ nè. Rồi, vô. Rồi bây giờ mình xé luôn đi các bạn. 1, 2, 3. Ui, xanh lá cây. Ôi, xanh lá cây này là xanh lá cây phiên bản đặc biệt mấy bạn ơi. Phiên bản gì vậy? Phiên bản màu đục. Màu đậm. Màu đậm. Rồi. Rồi. Tiếp nè. 3, 2, 3. Ủa, màu trắng, trời ơi. Màu xanh của tôi, được đây. Toàn màu gì, màu lạnh không vậy? Từ nãy giờ sao tôi thấy xăm xui với ta? Không biết. Rồi tiếp nè, 1, 2, 3. Wow, màu simi này đẹp. Màu trắng. Màu đục của simi đẹp chứ nè. Ui, con này là màu simi phiên bản đặc biệt các bạn. Ui. Phiên bản đặc biệt đó. Màu xanh phiên bản đặc biệt nha. Đậm mấy màu nhạt đó. Ê, nhưng mà cũng là của tôi sao mà. Tức ghê luôn, cái này cho sim được á. Rồi, 1, 2, 3. Ủa? Ủa màu nâu, màu hiếm. Ủa, nha. Màu này là cái màu hiếm nhất này đúng không? Màu Labubu nâu là hiếm. Ui màu này là màu hiếm nè các bạn. Trời ơi màu đầu thú. Màu gì ạ? À? Màu xanh nè. Xanh hồi vậy. Ủa mấy bạn nhìn tới Sam nè. Ủa bạn nhìn tới tôi nè. Rồi. Rồi 1, 2, 3. Màu hồng. Rồi ơi đây. Màu xanh. Đó. Trời ơi tôi có hai con đi chen nhau rồi trùng nè. Đã ít được con trùng nữa. Mở nè. Màu xanh của tôi tiếp. Ui màu xanh tiếp. Nó có một cái
nha. Cái này là nó random á bạn, cái này nó random á nha. Rồi, trùng nha. Rồi, của tôi. Màu gì? Màu đỏ. Đỏ. Rồi. Màu tím. Không hiểu luôn, gì mà xu quắc quá vậy trời. Xu quá, xu quá. Yeah, màu nâu, đây màu cam nè. Màu cam phiên bản đặc biệt. Từ phải cho mấy bạn coi hai cái màu cam nó đẹp thực sự luôn á bạn. Đây phải cho mấy bạn coi hai cái màu cam. Màu cam đặc biệt. Nó đẹp thực sự luôn các bạn, nhìn hai con màu này nó đẹp ghê luôn á. Em wow. Châu đậu được nắng đậu màu cam vàng nè. Đó. Rồi màu cam màu nóng của Sam nè. Rồi tiếp nha. Đậu nhai gì có chữ nhai là bu bu nha. Yeah. Màu đỏ của Sam. Rồi đâu rồi đó thì tung dân số rồi đó đúng không? Nhưng mà Sam cũng đâu có nhiều bằng Phong đâu. Mẹ xui. Dạ. Màu vàng. Màu đỏ đưa màu thua. Vàng. Vàng. Màu của đậu thúi nè. Vàng đậu thúi. Đẹp. Nè. Ui trời, từ nãy giờ mới hết một con màu vàng luôn á. Ờ, một con màu vàng nè. Màu vàng nè, đậu thúi màu này các bạn. Màu xanh. Trời của tôi. Màu tím của tôi nữa. Đúng rồi, chơi trò này xui giờ tôi nhắc tin TikTok người ta sẽ có gì màu luôn á. Trời ơi, hai simi luôn. Màu xanh nữa. Rồi ba simi luôn. Rồi còn mấy gói cuối cùng. Trời ơi, xui rùm luôn á. Suối đùm luôn hả? Trời ơi, 4 simi. Màu nâu. Ê, hai con nghiếm kìa. Đã quá vậy. Ủa, màu nâu là màu lạnh hay màu nóng ta? Màu hình như màu màu lạnh đúng không? Lạnh mà nóng là những phòng mà à, đúng rồi, đúng rồi. Màu tím. Ôi ôi. Rồi, hai vịt cuối cùng mấy bạn ơi, từ từ. Hai vịt cuối cùng này mình lại gần chơi bạn coi. Trời, thế này mới vui rồi từ. 1, hai vịt cuối cùng. 2, 3. Trời ơi. Màu cam. Rồi, đổi. Đây, qua. Rồi và đây là tất cả những con la bu bu của Phong và của Sam. Rồi thì Phong thấy là hiện tại là của Phong là đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tôi có 3 con đỏ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái có kìa. Vậy là tổng kết Sammy có 12 con, còn tôi có 28 con. Trời ơi, mà trong này còn không có màu xám nữa cơ, đúng xui này, màu đỏ của cây đôi nè. Con này cũng được coi là màu xám không? Màu xám là cũng hợp lý ha, nè. Thôi mà từ nãy giờ chia Sam vậy thôi các bạn ơi. Thật ra là tất cả những con Lababu ở đây á, là mình sẽ tặng cho Sammy hết nha các bạn nha. Đấy, và Sammy muốn tặng ra thì Sammy có thể tặng. Okay. Phong nghĩ là mình nên gọi là give away cho bạn fan á. Kiểu give away ngoài đời thật á, kiểu đúng vậy. Rồi, gặp bạn mình, nào thì mình gặp bạn nào mình cho bạn đó. Nếu như bạn nào mà gặp mình với Sam ngoài á, thì nhớ chạy lại đọc một câu thần chú là tặng em Lababu đi là bọn mình sẽ tặng. Ok. Đúng rồi, mấy điều kiện mới có Lababu nha. Đúng rồi. Tụi mình hết Lababu lên chịu không á. Vậy là có nghĩa là mỗi lần bọn mình ra đường là bọn mình phải cầm 1-2 con bỏ vô túi á, đúng không? Sau đó mình ra ngoài mấy bạn gặp mình thì mình sẽ tặng. Đó. Bạn nào xui quá gặp lúc bọn mình không có mang theo thì chịu nha. Ok. Rồi, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn nào thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút đăng ký kênh, và cũng đừng quên qua bên kênh YouTube của Sammy đăng ký ủng hộ cho Sammy nữa nha. Còn bây giờ thì goodbye, see you again. Tạm biệt.